Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phiên giao dịch ảm đạm khi các chỉ số chung tiếp tục giảm sâu ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện và sự hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN Index và HNX Index thu hẹp đà giảm. VN Index kết phiên giảm 14,52 điểm xuống còn 1.255,1 điểm. HNX Index giảm 8,26 điểm xuống còn 542,23 điểm. Áp lực bán mạnh khiến các chỉ số chung tiếp tục đà giảm sâu ngay từ đầu phiên. VN Index mất hơn 30 điểm và về sát đỉnh cũ năm 2018. HNX Index giảm hơn 8 điểm. Đến gần 10 giờ, các chỉ số chung đã có lúc lấy lại sắc xanh nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện. Nhóm dầu khí giao dịch tích cực trở lại sau phiên bán tháo trước đó. PVS và PVC tăng trên 5%, PVD tăng trên 2%. Nhóm chứng khoán cũng chứng kiến sắc xanh trở lại. SSI tăng gần 3%, SHS tăng hơn 2%. Trong nhóm vốn hóa lớn, đáng chú ý còn có SAB tăng hơn 2%, VGC tăng 2,7%, BID, FPT, HDB cùng mức tăng trên 1%. Dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đang chiếm vai trò chủ đạo. Vì thế mà đa phần các nhà đầu tư cá nhân thì họ kỳ vọng là có khung thời gian đầu tư ngắn và cái kỳ vọng lợi nhuận rất là cao, rủi ro cao. Vì thế khi mà có những cái diễn biến thông tin tiêu cực như là thậm chí là một số tin đồn tiêu cực thì cái tâm lý nói chung là muốn thoát khỏi vị thế nắm giữ cổ phiếu một cách nhanh nhất và dẫn đến cái lực bán rất ồ ạt, trong khi là dòng tiền để mua vào để cân đối thị trường thì vẫn đang chờ đợi cái thời điểm thích hợp hơn. Thưa quý vị, theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá phân bón vừa tăng cao chưa từng có trong 50 năm qua do những diễn biến tăng theo giá thế giới. Cụ thể, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 4 vừa qua, giá các loại phân bón đều tăng từ 1.000 cho đến 1.900 đồng 1 kg. Đây là đợt tăng thứ tư liên tiếp. Điều này dẫn tới hệ lụy là nhiều nông dân đã giảm quy mô sản xuất. Trong khi đó, giữa lúc phân bón khan hiếm, các số liệu cho thấy xuất khẩu phân bón của Việt Nam 4 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước tới 33%. Do đó, nhiều ý kiến đề xuất rằng cần phải siết chặt hoạt động xuất khẩu mặt hàng này. Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, nhiều quốc gia đã hạn chế việc xuất khẩu phân bón để giữ ổn định thị trường nội địa. Để góp phần hạ nhiệt giá phân bón trong nước, ổn định nguồn cung, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định thống nhất một mức thuế xuất khẩu 5% đối với nhiều mặt hàng phân bón. Thưa quý vị, chỉ một tháng nữa thôi là kỳ thi vào lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra. Thời điểm này, học sinh lớp 9 tại thành phố đang hoàn tất kỳ thi học kỳ 2 và tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi vào lớp 10. Năm học 2022-2023, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các trường công lập sẽ tuyển 72.800 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, tăng gần 5.000 chỉ tiêu so với năm học trước. Tuy nhiên, số học sinh lớp 9 năm nay là hơn 100.000 em, trong khi năm trước số này chỉ có hơn 90.000. Và điều này khiến kỳ thi trung học phổ thông công lập năm nay tăng lên và các thí sinh heo vàng thêm phần căng thẳng. Khánh Linh đặt nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Đây là trường có điểm chuẩn lớp 10 hàng năm nằm trong nhóm 5 trường cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Lo lắng căng thẳng là tâm trạng của em khi đang đến giai đoạn nước rút. Chính vì thế, việc sắp xếp nguyện vọng 2, 3 của em cũng đang được cân nhắc kỹ để tăng cơ hội đỗ vào trung học phổ thông công lập. Phụ huynh thì bảo là em nên vào Hoàng Hoa Thám hoặc là Võ Thị Sáu vào nguyện vọng 2, nhưng mà các thầy cô thì khuyên là em nên chọn lại tầng nguyện vọng đó, tại vì nó có khả năng cao là em sẽ khó có thể vào được nếu như mà mình không có thành công trong cái nguyện vọng 1 của mình. Thì em cũng đang suy nghĩ là quyết định của mình, em cũng chưa chín chắn lắm. Còn cái việc mà em ôn tập để mà thi tuyển sinh thì em cũng khá là lo, tại vì học kỳ 1 năm lớp 9 này em phải học online và không có thể nắm bắt được nhiều kiến thức do em sợ bị hỏng kiến thức. Trong quá trình đó mình không thể hỏi trực tiếp giáo viên như thế nào cả. Năm nay, thời lượng thi môn tiếng Anh sẽ tăng từ 60 lên 90 phút. Công thức xét tuyển 3 môn được tính theo hệ số 1 thay vì nhân đôi điểm toán văn như những năm trước. Điều này khiến nhiều em có phần lo lắng. Con cảm thấy sự rất là lo lắng. Môn tiếng Anh mà nói nếu mà mình có thể đạt được trên 8.5 hoặc là 9 thì thực sự rất là khó. Nâng tầm quan trọng lên của môn tiếng Anh cô, nên con cũng khá là lo lắng, tại vì mình phải phân bố thời gian và học tập đều các 3 môn. Năm nay, nhiều trường trung học phổ thông tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng rất ít. Trong khi đó, số học sinh lớp 9 dự kiến sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở vào tháng 5 năm nay của thành phố lại tăng vọt so với những năm trước, vì đây là lứa heo vàng. Do đó, năm nay tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập
dự kiến cũng sẽ tăng, kể cả những trường trung học phổ thông tốt đầu và tốt dưới. Vì thế hiện các trường đang giáo diết tăng cường ôn luyện cho học sinh. Ôn luyện lại, lấy lại kiến thức cơ bản của học kỳ 1 là trong thời gian online á, đôi khi là học sinh còn chưa có rõ hoặc là học sinh nó còn chưa có nắm vững hết á, thì để cho học sinh nắm lại kiến thức của học kỳ 1 trước là trong thời gian học tập mà vừa thi học kỳ 2 và vừa ôn luyện luôn. Sau đó thì bắt đầu mình mới chính thức là đi vào chương trình ôn tập toàn bộ kiến thức của cả năm học cho học sinh. Vì học sinh của cái lứa lớp 9 năm nay là cái lứa bị ảnh hưởng rất nhiều do dịch bệnh. 2 năm liền gần như các em là phần lớn thời gian là học online. Và chúng tôi mong rằng là cái mức độ ra đề nó vừa sức cho với các em và nó phù hợp với lại cái cách học lại của các em trong thời gian qua. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2022-2023, Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và lớp 10 công lập. Số còn lại sẽ vào các trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung học phổ thông tư thục. Hôm nay mùng 10 tháng 5 cũng là ngày cuối cùng đăng ký nguyện vọng vào lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các phụ huynh và học sinh nên căn cứ vào học lực của học sinh, đoạn đường từ nhà đến trường trung học phổ thông và các tổ hợp môn học tự chọn của trường trung học phổ thông khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 10 để chọn đúng nguyện vọng. Thưa quý vị, cháy nổ ngày càng có diễn biến phức tạp và để lại nhiều hậu quả nặng nề, nhất là đối với trẻ nhỏ do thiếu các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy nên các em thường lúng túng hoảng sợ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Với mục tiêu tạo nền tảng kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, giúp các em học sinh có thêm hành trang cơ bản để bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh, nhiều nơi đã triển khai mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy. Những mô hình này đã dần phát huy hiệu quả và nhận được sự đánh giá cao từ phía học sinh, phụ huynh và cả giáo viên. Phổ biến hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, xử lý khi có đám cháy xảy ra tại trường học, khu dân cư, hướng dẫn cách thoát nạn và thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi bị mắc kẹt tại trường học, phương tiện công cộng và nhà riêng. Đây là một trong những nội dung mà học sinh trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình được phổ biến tại buổi lễ ra mắt mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhà trường cũng phối hợp với công an quận Ba Đình tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay tại khuôn viên trường, giúp giáo viên và học sinh ứng phó kịp thời với các tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Những cái buổi diễn tập như thế này chúng tôi mong muốn là không chỉ riêng ở trường học mà các con nếu mà khi có thể được thì các con sẽ được thực hành thường xuyên để biến nó thành những cái chủ động và giúp các con có thể linh hoạt xử lý những cái tình huống. Đầu tiên là bảo vệ bản thân mình và sau đó là an toàn cho các bạn trong lớp. Hiện đã có 27 trên 43 trường học trên địa bàn quận Ba Đình đã diễn tập và xây dựng các phương án về phòng cháy chữa cháy tại trường học. Trong đó, trường tiểu học Kim Đồng và trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương được chọn là hai trường thí điểm để xây dựng mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau khi tổng kết đánh giá, mô hình này sẽ được quận Ba Đình nhân rộng đối với các trường còn lại trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo của quận xây dựng các cái bài giảng dựa trên các cái màn hình trình chiếu slide để chuyển cho các giáo viên và có thể là làm cái tài liệu để sinh hoạt ngoại khóa để các cháu. Ngoài ra thì cũng có thể là các hàng năm thì các trường bố trí thời gian để tổ chức những cái buổi tuyên truyền cũng như là tập huấn cũng như là diễn tập phòng cháy cháy để các cháu học sinh cũng như là giáo viên có thể làm quen dần và cũng có thêm kiến thức về cái an toàn phòng cháy cháy. Ở cái tâm lý lứa tuổi này chúng tôi cũng lựa chọn những lượng kiến thức thực sự phù hợp. Ví dụ như số điện thoại báo cháy là điều mà các em có thể nhớ được ngay. Rồi những thứ liên quan đến việc đảm bảo an toàn đường hô hấp trong quá trình thoát nạn thoát hiểm trong môi trường có khói khí độc. Theo sự hướng dẫn của các thầy cô hoặc theo trực quan các em có thể quan sát. Với học sinh, nhất là cấp tiểu học, việc đưa ra các chương trình kỹ năng phòng cháy chữa cháy phù hợp, thu hút sự chú ý và hưởng ứng của các em là hết sức quan trọng. Từ mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy này, học sinh sẽ có thêm hành trang cơ bản và kỹ năng xử lý trong các tình huống cháy nổ tại địa bàn cư trú.